Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là những tin tức nóng mà chúng tôi vừa cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng biết đến quý vị nhé. Quý vị và các bạn thân mến, trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin chính sau đây. Nếu Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội toàn thành phố sau ngày 6 tháng 9 thì cái giá phải trả sẽ quá lớn. Phát hiện nóng một đường dây đưa người từ Hà Nội về Thái Bình khi đang giãn cách xã hội. Bắt giam gấp một đối tượng tàng trữ tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Nếu Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội toàn thành phố sau ngày 6 tháng 9, thì cái giá phải trả sẽ quá lớn. Giáo sư Nguyễn Anh Trí, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết, nếu Hà Nội phải tiếp tục giãn cách xã hội toàn thành phố sau ngày 6 tháng 9 thì cái giá phải trả quá lớn, cần phải có những giải pháp phù hợp hơn với thực tế. Ngày 1 tháng 9, trao đổi với ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, trước tình hình thực tế, có thể Hà Nội sẽ phải giãn cách toàn xã hội thêm ít nhất 7 ngày. Chiều 2 tháng 9, phóng viên báo Tuổi Trẻ Online đã có cuộc trao đổi với giáo sư, anh hùng lao động, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí, Chủ tịch Hội Huyết học Truyền máu Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương về vấn đề trên. Theo ông Trí, nếu Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội toàn thành phố sau ngày 6 tháng 9 thì cái giá phải trả là quá lớn, cần phải có những giải pháp phù hợp hơn với thực tế. Phải ưu tiên vaccine cho Hà Nội. Nhìn lại quá trình gần 45 ngày giãn cách xã hội, ông Nguyễn Anh Trí đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt và kịp thời, chủ động của Hà Nội trong việc áp dụng chỉ thị 16. Kết quả của sự chủ động đó là đến nay, Hà Nội đã cơ bản không để dịch bùng phát diện rộng trong cộng đồng. Ông cho biết, dù đã có kết quả bước đầu, tuy nhiên thực tế, hiện tại cứ cách khoảng một thời gian ngắn, thủ đô lại bùng lên một ổ dịch mới. Điều này chứng tỏ, việc giãn cách xã hội ở Hà Nội có kết quả nhưng chưa bền vững, chưa đáp ứng được đòi hỏi phải chống dịch tốt hơn nữa. Việc người dân ra đường rất đông, nhiều người dân chưa thực hiện tốt các nguyên tắc phòng chống dịch cũng là nguyên nhân dẫn đến việc dịch Hà Nội vẫn có ca mới, len lỏi, ông Trí nói. Tuy nhiên, theo ông Trí, ý thức người dân chỉ là một nguyên nhân nhỏ. Điều quan trọng trong lúc này là thành phố phải kịp thời phủ vaccine ngừa COVID-19 cho người dân thì hiệu quả chống dịch mới bền vững và lâu dài. Việc thành phố Hà Nội đang kêu gọi người dân thực hiện 5K và áp dụng theo chỉ thị 16 là chưa đủ mạnh để đẩy lùi hoàn toàn dịch COVID-19. Trái lại, nguy cơ dịch bùng phát diện rộng là rất rõ. Phải có thêm một giải pháp quan trọng nữa là phải có vaccine càng sớm càng tốt, giáo sư Nguyễn Anh Trí nhận định. Ông Trí nói, hiện nay, các trường hợp người dân ở trong khu đông đúc, những người thường xuyên phải giao dịch nhiều như người bán hàng, shipper, lái xe, những lao động nghèo, công nhân chưa được tiêm vaccine. Chính những trường hợp này lại có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất lớn. Nếu Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách thì nguy cơ bùng phát dịch vẫn sẽ xảy ra. Vì vậy, tôi tha thiết mong muốn chính phủ ưu tiên tiêm vaccine cho Hà Nội. Giáo sư Nguyễn Anh Trí cho biết, việc giữ được Hà Nội không bùng phát dịch COVID-19 là vô cùng quan trọng. Giả sử dịch bùng phát ở Hà Nội thì ai chi viện được cho thủ đô khi thành phố Hồ Chí Minh cũng đang phải gồng mình để chống dịch. Vì vậy, Hà Nội phải an toàn thì mới chi viện được cho các tỉnh ở miền Nam, ông Trí cho hay. Giãn cách đã dài ngày, người dân đã mệt mỏi. Trước câu hỏi, sau gần 45 ngày giãn cách xã hội toàn thành phố, số ca COVID-19 trong cộng đồng cao. Liệu rằng việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố có phải là việc làm tối ưu? Giáo sư Nguyễn Anh Trí cho biết, nếu Hà Nội tiếp tục tăng thêm thời gian giãn cách xã hội thì thành phố phải trả giá quá lớn, ảnh hưởng đến tất cả mọi mặt của đời sống xã hội. Ông chia sẻ, thời gian giãn cách 45 ngày, người dân cũng đã rất mệt mỏi, nhiều gia đình nguồn lực đã cạn kiệt, nhất là những người lao động, thì việc tiếp tục giãn cách sẽ là thử thách lớn với người dân. Những gia đình không có tiền tích lũy thì 45 ngày qua, tôi cam đoan là thử thách quá lớn đối với họ. Vì vậy, lúc này, cần tổ chức lại xã hội. Trách nhiệm của thành phố hiện nay không chỉ là chống dịch mà còn phải lo cho người dân việc an sinh xã hội. Nếu giãn cách xã hội quá lâu mà dịch cứ bùng phát thì tới một ngày nào đó, người dân không chịu nổi, họ cũng sẽ bung ra mà thôi, giáo sư Nguyễn Anh Trí nói. Theo ông Trí, để bảo vệ được thành phố Hà Nội thì sau ngày 6 tháng 9, thành phố có thể vẫn nên thực hiện giãn cách, nhưng giãn cách khu trú, chỗ nào có F0 thì phải giãn cách, thậm chí là phong tỏa, nhưng phải phong tỏa rất gọn, đúng chỗ có dịch và phải tuyệt đối nghiêm túc, nội bất xuất, ngoại bất nhập,
chứ không nên tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố như đang áp dụng. Đó là giải pháp lâu dài. Ví dụ bây giờ, không phải khu Trúc Bạch có ca nhiễm mà phong tỏa toàn bộ cả quận Tây Hồ là không nên. Cũng giống như việc một số khu vực bị mà phong tỏa toàn thành phố cũng không phải là giải pháp hữu hiệu, giáo sư Chí nói. Giáo sư Nguyễn Anh Chí cho biết, để làm được việc này, nhân dân phải đồng lòng với chính quyền, chung sức cùng chính quyền vượt qua đại dịch. Ví dụ, phong tỏa chúng nhà mình thì mình phải chấp nhận và chấp hành nghiêm túc. Đồng lòng của người dân cũng là một loại vaccine, một cách cứu quan trọng vì có hàng trăm ngàn lý do để chúng ta thoát ra khỏi vùng phong tỏa, ông Chí nói thêm. Phát hiện nóng một đường dây đưa người từ Hà Nội về Thái Bình khi đang giãn cách xã hội. Ngày 1 tháng 9, Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan này đã làm rõ đường dây đưa người từ Hà Nội về Thái Bình khi Hà Nội đang giãn cách xã hội. Về diễn biến vụ việc, thông tin từ Công an quận Hoàng Mai, vào khoảng 11 giờ 10 phút ngày 31 tháng 8, Công an, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt và Thanh tra Giao thông quận Hoàng Mai đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với Ngô Văn Trinh, sinh năm 1986, Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình và hai người khác trên địa bàn. Vào thời điểm kiểm tra, Trinh đang ngồi trên xe ô tô biển kiểm soát 17A13694 tại trước số 50 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Hai người còn lại là Phạm Thị Kim Vân, sinh năm 2005, Nam Thanh, huyện Tiền Hải, Thái Bình; Trần Thị Thu Hoài, sinh năm 2005, Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, Thái Bình, đứng cạnh xe ô tô của Trinh. Qua kiểm tra, Trinh xuất trình được giấy đăng ký xe ô tô trên, giấy phép lái xe, giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội. Vân và Hoài thì không xuất trình được giấy ra đường trong thời gian giãn cách. Trinh khai đang đón Vân và Hoài để trở về thành phố Nam Định theo hợp đồng của một người không quen biết qua điện thoại. Giá trở thuê là 4,5 triệu đồng. Xác minh nhanh, lực lượng chức năng phát hiện giấy đi đường của Trinh xuất trình là giấy đi đường giả. Trinh cho biết mua của một người không quen biết với trị giá 2 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Ngô Văn Trinh khai nhận bản thân làm nghề dịch vụ lái xe thuê. Ngày 10 tháng 8 năm 2021, Trinh lên mạng đặt và mua được một tờ giấy đi đường của một người không quen biết. Nội dung giấy đi đường của Trinh xuất trình do công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ quốc gia, địa chỉ số 112 Tân Ấp, Phúc Xá, Ba Đình, thành phố Hà Nội cấp tham gia giao thông để phục vụ công tác của công ty trong thời gian giãn cách xã hội có hiệu lực từ ngày 10 tháng 8. Với Vân và Hoài, cả hai người khai làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng ở Hàng Đường, Hàng Bông, thành phố Hà Nội. Ngày 30 tháng 8, qua mạng xã hội Zalo, Hoài và Vân có đặt xe về Thái Bình nhưng xe thuê chỉ đi được đến Nam Định. Hoài và Vân vẫn đồng ý và có người đưa xe đến đón tại Hàng Đường. Hoài và Vân đi xe đến thành phố Phủ Lý, Hà Nam rồi đổi xe về đến Nam Định theo thỏa thuận. Khi đến địa điểm thỏa thuận, Hoài và Vân xuống xe nhưng không vào được địa phận tỉnh Thái Bình. Cả hai lại thuê xe quay lại Hà Nội và ở nhờ nhà anh họ trong ngõ 50 Nguyễn Hữu Thọ. Sau đó, tiếp tục liên hệ thuê xe về Nam Định để tìm cách về nhà ở Thái Bình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo. Bắt giam gấp một đối tượng tàng trữ tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước. Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thi hành lệnh bắt tạm giam một người đàn ông quê ở Hòa Bình về tội tàng trữ tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước. Ngày 1 tháng 9, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh này đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Bùi Văn Thuận, sinh năm 1981, quê ở xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Hiện, ngụ tổ dân phố Hữu Nhân, phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa về tội tàng trữ tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiến hành khám xét nơi ở của Thuận, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ được 6 máy tính, 3 iPad, 3 điện thoại di động và nhiều tài liệu, hiện vật có liên quan đến hành vi phạm tội chống phá nhà nước. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Bùi Văn Thuận là đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải bài viết, hình ảnh có nội dung xâm phạm an ninh quốc gia. Hiện cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ.